Tập cho con bú thêm sữa ngoài là điều rất cần thiết đối với các bà mẹ ít sữa hoặc các mẹ bận rộn nhưng việc từ bú sữa mẹ đã quen khi chuyển sang bú bình rất khó khăn. Bé không chịu bú, lười bú do bạn chọn bình sữa không phù hợp với con. Để xóa tan nỗi niềm lo lắng của các mẹ, mình xin giới thiệu các loại bình sữa được thiết kế đặc biệt giống hệt như bú ti mẹ khiến con thích thú và chịu bú bình, giúp con tăng cân mau lớn. Thứ nhất, bình sữa Nu là một thương hiệu số 1 đến từ các bệnh viện của Đức và nằm trong top các loại bình sữa cho trẻ lười bú tốt nhất hiện nay. Điểm đặc biệt của bình sữa Nu chính là ở núm ti đặc biệt, không giống bất kỳ núm ti truyền thống nào, là bình sữa PPSU duy nhất được chứng nhận bởi 5 tổ chức uy tín thế giới: Cục Quản lý Dược phẩm và Thực phẩm FDA Hoa Kỳ, Hiệp hội Thí nghiệm và Vật liệu ASTM Hoa Kỳ, Luật Cải thiện an toàn sản phẩm tiêu dùng CPSIA Mỹ, tiêu chuẩn an toàn cho bình sữa EN 14350 châu Âu, Viện Kiểm định và Chứng nhận Chất lượng SGS Thụy Sĩ. Và đúng khớp định hình và 99% tác động trẻ ngay từ lần đầu tiên bú sữa, 99 mẹ xác nhận không đau bụng cho bé, 95 mẹ khuyên sử dụng cho bé. Bình sữa PPSU tốt nhất cho trẻ sơ sinh, siêu nhẹ, có độ bền cao, chất liệu vẫn giữ ổn định chất lượng sau hơn 1000 lần tiệt trùng liên tục. Chính vì thế bình sữa Nu được sử dụng trong hàng không vũ trụ và các thiết bị y tế yêu cầu khử trùng lặp lại. Siêu bền nhẹ qua thử nghiệm hơn 2000 lần của Viện Kiểm định và Chứng nhận Chất lượng Thụy Sĩ SGS. Bình sữa Nu là loại nhựa nhiệt dẻo tiên tiến nhất hiện nay, chịu nhiệt đến 180 độ C. Đặc điểm cấu tạo bình núm ti bình sữa Nu là một thiết kế nổi bật, kết quả có tính nghiên cứu, khoa học thích ứng rất cao đối với trẻ. Sở hữu những ưu điểm vượt trội, có thiết kế núm ti dẹt chỉnh nha độc quyền, có hình, dạng rất giống ti mẹ khi bú, giúp bé bắt khớp ngậm đúng một cách dễ dàng, thuận lợi duy trì song song bú mẹ và bú bình, đảm bảo 100% răng của bé sau này không bị mọc chen chúc, khớp cắn hở, răng khô, nhức. Kỹ năng nhai nuốt tốt, thích ứng nhanh khi đến tuổi ăn dặm, giúp hỗ trợ và kích thích kỹ năng nhai nuốt, giao tiếp, thở, nói. Thiết kế núm ti dẹt chỉnh nha cho phép lưỡi trẻ có đủ không gian để di chuyển khi bú sữa. Các động tác liên hoàn mút, nuốt, nhả, nghỉ tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng giữa lưỡi, môi, vòm miệng, cơ hàm. Việc rèn luyện thường xuyên này sẽ giúp hỗ trợ và kích thích trẻ sớm phát triển kỹ năng nhai nuốt, giao tiếp, thở, nói, thúc đẩy kiểu bú sinh lý ở trẻ. Với thiết kế đầu ti siêu mềm, bầu núm rộng tối ưu tương tự như bầu sữa mẹ, rất vừa vặn với miệng bé, giúp bé dễ chấp nhận và giữ chắc núm ti trong miệng. Cổ núm nhỏ tốt hơn cho hàm và răng, cho phép môi được khép kín, miệng không cần mở rộng để giữ núm ti, không tác động xấu đến cấu trúc của hàm, giúp răng mọc thẳng đẹp, không hô hay xô lệch. Lỗ tiết sữa nằm ở mặt trên của núm ti, tạo cơ chế phun sữa dạng vòng cung lên vòm miệng, giúp trẻ tránh giật mình dẫn đến ngạn sặc, không như các lỗ tiết sữa ở bình thông thường nằm giữa núm ti phun thẳng vào cổ họng bé. Bên cạnh đó, cơ chế phun sữa đặc biệt này còn giúp sữa có đủ thời gian để hòa với enzyme nước bọt của bé, giúp tiêu hóa sữa tốt hơn. Hệ thống van thông khí bình sữa công nghệ cao anti-coercive tầm giúp 99% trẻ chống sặc, đầy hơi, đau bụng, sặc sữa khi bú, điều chỉnh linh động ứng với sức bú của bé để kiểm soát tốc độ dòng chảy. Không như các loại bình truyền thống, mỗi độ tuổi chỉ có một kích cỡ núm bình sữa Nu, được thiết kế nhiều kích cỡ ngay trong cùng một độ tuổi tùy theo thể trạng và sức bú của mỗi bé, từ 0 đến 6 tháng, S1 6 đến 18 tháng, S2. Trong đó, S kích cỡ phù hợp cho bé có sức bú lượng sữa ít và chậm, M phù hợp cho bé có sức bú vừa phải, từ từ, L phù hợp cho bé có sức bú nhanh và nhiều. Núm ti của bình sữa có hai loại chất liệu silicon và cao su tự nhiên. Núm ti silicon đặc biệt có khả năng chịu nhiệt và chống lão hóa, không mùi. Núm ti cao su tạo cảm giác ấm áp và mềm mại, đặc biệt linh hoạt và chống rách, có mùi vị nhẹ của riêng nó. Bình sữa bổ sung thêm phụ kiện tay cầm với thiết kế các rãnh cong và các điểm sần mềm, có ma sát, giúp bé cầm nắm chắc chắn hơn và chủ động trong việc bú sữa. Tay cầm có thể tháo rời dễ dàng. Thiết kế nắp chặn chống đổ, chống tràn, đảm bảo vệ sinh không nhỏ giọt ra ngoài khi di chuyển bình sữa. Bình sữa Nu có tốt không Nu, thương hiệu chăm sóc mẹ và bé hàng đầu uy tín 65 năm tại Đức từ 1956, được tin dùng ở hơn 120 quốc gia trên thế giới, được hàng trăm giải thưởng uy tín cao nhất trong ngành hàng mẹ và bé như Giải vàng mẹ và bé tại Anh, Giải thưởng rất tốt OKO, Tết tại Đức, Giải vàng mẹ và bé tại Singapore, Giải sản phẩm của năm tại Ba Lan. Với bình sữa, Nu là thương hiệu số 1 tại Đức đã tạo dựng thành công gần một thế kỷ với thiết kế độc quyền núm ti dẹt chỉnh nha, hỗ trợ phát triển răng miệng. Đầu tiên, để xem về mẫu mã màu sắc họa tiết, các bạn bấm vào link màu xanh để dưới bình luận hoặc mô tả video để xem thêm nhé. Thứ hai, bình sữa silicon Comotomo Đây là top 2 thương hiệu chiếm thị phần lớn nhất về bình sữa cho trẻ tại Việt Nam. Comotomo, thương hiệu dẫn đầu thị trường về việc sử dụng chất liệu silicone trong sản xuất bình sữa, cho con cảm giác mềm mại gần gũi như bầu ngực mẹ, siêu dễ dàng để bé chuyển đổi từ bú mẹ sang bú bình hoặc ngược lại. Sản phẩm cực hot từ Mỹ được yêu thích trên toàn cầu, được sản xuất từ Hàn Quốc. Nấm ti và thân bình làm từ 100% silicone cao cấp chuyên dùng trong y khoa, tuyệt đối an toàn. Là bình sữa duy nhất có hai van thông khí trên núm ti, giúp giảm nôn trớ, đau bụng ở bé. Cổ bình to rộng, dễ dàng cọ rửa bằng tay không. Có núm ti thay thế. Núm ti silicone cho cảm giác gần gũi như ti mẹ. Chất liệu đặc biệt mềm mại, trơn mịn, cùng đầu núm tròn dài, hạn chế biến dạng khi bé bú mạnh, giúp bé dễ dàng chấp nhận. Núm tròn dài, siêu mềm và trong suốt cho phép mẹ quan sát dễ dàng dòng chảy của sữa. Với thiết kế hai van thông khí trên núm độc nhất trên thị trường để tạo dòng chảy ổn định, ngăn sặc và phù hợp với mọi lực bú của bé. Núm ti là bộ phận rất quan trọng của bình sữa. Mẹ nên chọn núm có size phù hợp với độ tuổi và sức bú thực tế của con để việc bé bú bình được thuận lợi. Set núm ti, hai chiếc của Comotomo được chia theo 4 size như sau. Núm 1 tia, dành cho trẻ từ 0 đến 3 tháng, mức độ dòng chảy chậm. Núm 2 tia, dành cho trẻ từ 3 đến 6 tháng, mức độ dòng chảy trung bình. Núm 3 tia, dành cho trẻ trên 6 tháng, mức độ dòng chảy nhanh. Núm tia các chữ Y, dành cho trẻ trên 6 tháng, mức độ chảy rất nhanh. Núm tia Comotomo với những kích cỡ linh hoạt phù hợp với bé sơ sinh ngay từ những ngày chào đời đầu tiên. Thân bình silicone dày hơn nhằm giảm khả năng truyền nhiệt, tránh bỏng tay nhưng vẫn đảm bảo được độ mềm cần thiết. Bề mặt hơi nhám giúp bé bám chắc bình hơn, giống y như bé đặt tay trên làn da mẹ, thúc đẩy bé phát triển kỹ năng cầm nắm. Bình cổ rộng dễ dàng pha sữa và làm sạch mà không cần đến chổi cọ. Miếng nhỏ lồi ra trên cổ bình có tác dụng chống lăn khi bình bị đổ, rơi. Răng bình là nhựa PPSU, chất liệu nhựa tiên tiến và an toàn nhất hiện nay. Răng cứng dễ dàng tháo lắp và cầm giữ. Nắp bình gọn nhẹ, kín khít. Bình sữa silicone Comotomo có tốt không? Comotomo được các giải thưởng thương hiệu và sản phẩm tốt nhất cho trẻ sơ sinh, giải thưởng bình sữa tốt nhất với trẻ sơ sinh và thân thiện với môi trường, giải thưởng thiết kế của IF 2010, giải bình sữa tốt nhất cho bé 2016 do Babili Be bầu chọn, giải thưởng sản phẩm trẻ em xuất sắc 2017, giải vàng được bình chọn bởi các cha mẹ. Bình sữa silicone Comotomo tự hào là bình sữa tiên phong giúp bé dễ dàng chuyển từ ti mẹ sang ti bình. Do đó, mẹ hoàn toàn yên tâm, không còn lo lắng khi tìm mua bình sữa cho bé mua hàng chính hãng ở đâu để tránh mua phải hàng giả kém chất lượng. Các bạn bấm vào link màu xanh để ngay bên dưới phần bình luận để đặt mua online, mua ngay tại đây để được giá ưu đãi. Combo ưu đãi 30% khi mua hai sản phẩm. Bình sữa silicone Comotomo 150ml, màu xanh, Mỹ, giá 419.000, giá úp bình sữa lát, Moonkin, Mỹ. Thiết kế 2 tầng, úp được tới 16 bình sữa và phụ kiện giúp việc không khô nhanh chóng. Thiết kế có thể xoay 360 độ, đảm bảo dễ lấy, dễ phơi khô. Giá 599.000, giá gốc 938.000, còn 657.000, các bạn hãy nhanh tay mua nhé. Thứ ba, bình sữa Avent thuộc thương hiệu Philips. Avent, thương hiệu đến từ Anh Quốc, chuyên sản xuất đồ dùng dành cho mẹ và bé. Nổi tiếng với các loại bình sữa. Máy hút sữa, điểm nổi bật nhất của bình sữa Avent đó là núm ti được thiết kế mô phỏng bầu ngực của mẹ nên tạo được cảm giác gần gũi cho bé. Núm ti hình ngực rộng, thiết kế cánh hoa cải tiến hoặc theo kiểu đường rãnh tạo sự chân thật cho bé khi ti. Công nghệ thông khí bằng van đôi cải tiến giúp bé giảm quấy khóc do đầy hơi và khó chịu bằng cách ngăn không khí đi vào dạ dày của bé. Bình sữa được thiết kế mô phỏng tự nhiên. Philips Avent được làm từ chất liệu không chứa polypropylene. Cổ bình sữa rộng giúp dễ pha sữa và vệ sinh, ít phụ kiện giúp tháo lắp nhanh và dễ dàng. Bình sữa được thiết kế tự nhiên. Philips Avent Natural có sẵn 4 kích cỡ và 7 núm vú khác nhau dành cho từng giai đoạn phát triển của trẻ. Dung tích bình sữa núm vú có độ bền, dẻo, tính đàn hồi và thiết kế khác nhau, cùng với các tốc độ chảy tăng dần tương ứng với độ tuổi và giai đoạn phát triển của trẻ bé sơ sinh. Bình 60ml, bé dưới 6 tuần và chưa ti bình thì nên dùng núm số 1. Bình có thể là 125ml hoặc 260ml tùy lượng ăn của bé. Bé dưới 3 tháng và chưa ti bình thì có thể dùng núm số 2, bình 260ml. Bé dưới 6 tháng và chưa ti bình thì có thể dùng núm số 3, bình 260ml. Núm ly của bình Avent thiết kế rất to, cho bé ăn thức ăn đặc nên nếu dùng để uống sữa thì thường bé phải trên 14 tháng và ăn cực tốt nên mẹ nên cân nhắc dùng núm Y hay núm 4 đục thêm lỗ nhé. Nếu bé nhà bạn không chịu bú bình, hãy chọn ngay một trong 3 loại bình sữa cho bé lười bú trên đây để giúp bé thích ứng với việc bú bình và hợp tác nhanh nhất nhé. Chúc bạn sớm chọn được bình sữa ưng ý cho bé yêu nhà mình. Kết thúc video nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé, để mình có động lực ra những video có ích đến với các bạn nha.